lê giang ốt ức uống thuốc tự tử vì thông tin thuê người đánh chồng cũ nhập viện lê giang không muốn nuôi con sau khi chia tay với duy phương mà dư luận càng khẳng định chị là một người vợ vô trách nhiệm thiếu tình thương theo lý giải của lê giang lúc đó chị ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng mà công việc thì gần như không có cơ hội người ta râm ràng với nhau lê giang âm mưu hãm hại duy phương nên các bầu sô ngoảnh mặt với chị không có tiền bạc thì làm sao nuôi con trong khi danh hài duy phương có điều kiện kinh tế tốt hơn Thế rồi tin đồn bất lợi cho Lê Giang ngày càng nhiều đến mức chị bị trầm cảm. Lúc Di Phương đang cấp cứu trong bệnh viện, Lê Giang âm thầm tự tử bằng thuốc an thần. May mắn có người phát hiện lúc kịp thời đưa vào bệnh viện xúc ru. Chị được điều trị cả tuần lễ mới hồi tỉnh. Buồn là con cái không hiểu hết những nỗi khó khăn của mẹ. Lê Giang kể, lúc Duy Phước và Lê Lộc ở với ba, mỗi lần tôi về thăm muốn nói chuyện với các con, nhưng tụi nó cố tình lẫn tránh. Tôi hụt hẫng và đau khổ, muốn hỏi con vì sao vậy, nhưng không thể hỏi được vì con cứ trốn tránh mỗi khi tôi ghé thăm. Công việc gặp khó khăn, con cái không gần gũi, mỗi lúc nằm một mình lê Giang khóc thầm vì nỗi cô đơn. Cuối cùng, chị quyết định làm một điều gì đó để thay đổi vận mệnh đen đuổi, chị đã sang úp theo diện hùng thê. Tại đây, Lê Giang làm tất cả các công việc chân tay để kiếm tiền, trong đó có cả nghề làm neo. Thời gian đầu, mỗi khi khách hàng nhận ra người thợ làm đẹp cho mình là nghệ sĩ Lê Giang, chị xấu hổ vô cùng. Nhưng rồi nhìn quanh, chị thấy trong xã hội Úc, ai cũng phải lao động chăm chỉ với rất nhiều dạng công việc khác nhau, nên chị cũng quen dần. Thời gian trôi qua, Lê Giang đã lên kế hoạch dành dụng tiền để mở riêng một tiệm nail và làm tóc. Thế nhưng bên trong chị, niềm đam mê nghệ thuật luôn thôi thúc. Nhiều lúc rảnh mở Youtube xem các đồng nghiệp cùng thời và đồng nghiệp trẻ diễn, tự nhiên nước mắt chảy đầm đìa trên má chị, thế là chị quyết định quay trở lại.